Mình sẽ hướng dẫn mọi người kiểm tra con này nha. Kêu như mày kè nè mọi người. Nó rất to. Tư rồ ga mà kêu to nha. Mình kết luận là khả năng là ở trong này nha. Thì mình sẽ tháo ở trong này ra nha. Để côn chắc. Tư rồ ga đấy. Chắc là nó côn đi nó có hỏng. Hỏng bát con trước là cộn nên bánh nó tự quay. Mình sẽ tháo nhé. Kêu to nhất là ở phần này, côn này thì chúng ta tháo ra kiểm tra nhé. Rồi chúng ta bắn con ốc 22 này nhé. Và bắn nốt con ốc 19 này ra kiểm tra xem do vấn đề gì nhé. Côn thì không vấn đề gì nhắc mọi người nhé. Đấy có loa vẫn còn chạy được nhá. Thì giờ mình sẽ kiểm tra. Ui trời. Do nguyên nhân đây rồi mọi người. Đây này. Treo lên cả trên này. Hỏng hết bi côn kia. Nguyên nhân chính là hỏng cả bát côn lẫn bi côn nha mọi người nha. Này. Bi côn nó vỡ ra nó còn trèo lên cả miệng này làm bánh nó vẫn cứ quay này. Giờ ọc chợ ạch này. Thì giờ mình sẽ đi mua bát côn trước này với cả bi côn kia về thay nha. Giờ mình sẽ thay bộ bát con trước mới bi con nhá. Mình mua ngoài này thì mình mua hàng lô nhá. Thì căn bản là xe giá trị xe nó không cao nên là mình lắp hàng lô thôi nhá. Mình vừa nãy mình đã xếp lại mình kiểm tra bi là có những viên bi là ở sẵn ở trong này là nắp nó không chuẩn nhá, thì mình phải đặt lại nhá. Ví dụ như các cái điểm khuyết điểm nhựa này nó khuyết vào cái đế sắt ở bên trong ấy, nó khuyết nhiều nhá. Đây này có hai mặt này thì điểm khuyết nhiều, còn ít cái sắt này thì quay đặt từ đặt chỗ khuyết này bên trái nhá. Nếu mà mày trên này nhá, bên trái này, còn mày dưới này thì nó nằm bên phải nhá. Đấy các điểm đây này, mọi người nhìn này. Đây này điểm khuyết này. Đấy. Khuyết ít này. Nhiều này. Đấy. Thì nếu mà quay theo hướng dưới này thì nó nằm bên tay phải, mà quay lên hướng đằng trên này thì nó nằm bên tay trái nhá. Tính theo đường văng của bi nhá. Thì chúng ta lắp cái chỗ điểm khuyết ít à khuyết điểm khuyết nhiều ấy, còn ít cái sắt ấy thì ít cái đế ở trong bằng sắt hay kim loại đấy thì nó nao ra thì nó đỡ phá cái bát côn này nha. Cá bát côn. Con này thì vừa nãy thì cái ban bệnh là ve lên thì nó kêu to, mà nổ ga đang ti thì bánh nó quay nha, kiểu dạng như là rồ ga. Nhưng mà đây là cho bi côn nó nao ra. Yến kia được. Chúng ta ép nha, ép 22, cầm hai tay ép cái này lên nha, kéo lên nha, xong thì nồng dây cái loa vào nha. Đó, chúng ta nồng vào nha.
Xem để bắt côn chưa. Lồng cảnh quạt này. Cái trong là bám tác dụng của nó là bám vào bánh răng nào đề nhá. Sau đó nó sẽ có một cái chốt này. Sau này nó sẽ có một cái lông đen nhỏ. Con trơn là 22 nhá. Con dưới 19 nhá. Tình trạng của con này là khách kêu là đi nó yếu nhá, ì nhá, không lên nổi dốc nhá, mà nó kêu to, máy kêu to, vừa kêu to lại vừa nổ gan tị, thì lúc mình kiểm tra thì nó bánh nó rồ ga đấy, thì viên bi nó vỡ hết, nó trèo lên lên cả miệng nhá, miệng bắt côn nhá, nó gây ra bệnh như thế. Sau đó chúng ta kiểm tra một lượt nhé, xem có sót ốc nhé. Ok rồi nhé, giờ lổ máy lên xem êm chưa nhé. Đây này, êm rít luôn nhé, chứng tỏ là ban bênh chuẩn nhé. Thì mình đang hướng dẫn mọi người cách sửa con này rồi nhá. Xa này là ký hiệu là nít nhưng mà thực ra là loại SCG nha mọi người nhá. Thì mọi người mà thấy hay thì nhớ nhấn đăng ký kênh và cho mình một like nhé để ủng hộ mình video tiếp theo nhé.